Em chưa chạy một buổi nào Gymkhana luôn. Sao sao anh ơi? Ồ, lên được rồi, lên được rồi, lên được rồi. Wow, áp lực quá, áp lực quá. Sao anh đưa em vô cái thế này vậy anh Nhật? Chạy khỏi nhà em mình chơi luôn à. Vô, hello các bạn. Mình đang ở Bà Rịa Vũng Tàu. Đây là nhà văn hóa Bà Rịa Vũng Tàu. Hôm nay ở đây có một cái cuộc thi lái xe an toàn Gymkhana. Mình lên chơi với mấy anh em thôi. Nhưng mà nếu mà có cơ hội thì cũng sẽ đăng ký chạy thử. Tại hôm qua làm trọng tài. Trời ơi trời. Tôi á hả, tôi tính tôi giật cái giải mà tôi làm trọng tài mất tiêu. Thành ra không có cái giải nào. Buồn quá, hôm nay lên đây chạy cho đỡ buồn. Thì cái cuộc thi đó là mình cũng chưa biết cái gì về cái cuộc thi này hết á. Mấy anh em ở bên sân X-Rider có qua tập luyện rồi, kiểu cũng có rủ. Thì mình cũng giờ đi chợ gì chứ vui giờ, vui mà. Mình ham vui lắm. Cái gì vui là mình dứt à. Ăn nhanh đừng đi nữa. Mày trụng trứng đi. Bé của anh hả? Nhìn cưng quá. Lẹ, nóng bữa nhốt luôn à. Mát quá ở trong đó luôn. Là biển nó nằm nó đắp cát cả ngày á. Tắm nắng đắp cát cả ngày biển á. Cưng quá à. Mình cũng muốn chở rụng đi đó, mà rụng tăng động đó các bạn. Rụng mà ra đây nó tăng động như quỷ vậy. Rụng nhà mình nó không chở yên. Nó mà đi chơi rồi là khỏi kiếm nó luôn. Bây giờ đâu dám chở đi đâu. Quay lại nhà văn hóa. Mà tôi hỏi thiệt anh em nha, anh em thích cái gì ở ngoài Vũng Tàu mà anh em ra Vũng Tàu hoài vậy? Tôi hỏi thiệt luôn á, tôi không biết thiệt luôn á. Rất nhiều người thích ra Vũng Tàu. À, cá nhân tôi thì tôi thấy là đi Hồ Tràm, Hồ Cốc nó thú vị hơn là Vũng Tàu. Cá nhân tôi nha các bạn. Thì tại sao? Tại vì ngoài Hồ Cốc nó có rừng, có biển, có đồi cát, có nhiều hơn là Vũng Tàu. Mà cái quan trọng nhất là nó vắng, nó không có bị đông đúc và giá cao. Đúng là nó có nhiều cái chơi thiệt, mà vì nó nhiều cái chơi nên nó mắc. Cái gì mình thấy nó cũng mắc hết á. Còn ngoài Hồ Tràm, Hồ Cốc thì nó vắng, mà nhờ nó vắng vậy nên nó rẻ. Cái gì nó cũng rẻ đó. Đơn đăng ký thi kỹ năng lái xe an toàn mô tô Gymkhana Vũng Tàu mở rộng 2023, hiệp hội mô tô Gymkhana. Quan trọng là anh sẽ không biết được cái like chạy của anh sao. Tại vì anh không được cầm xe chạy á. À. Nên anh sẽ không biết được cái like chạy anh sao. Chỉ biết là lấy rộng ra hẹp thôi chứ cũng không biết nên bởi vậy nó mới công bằng. Công bằng cho mọi người. Vô đây hả? Cái nhà ở đây, đi ở đây, về ở đây luôn. Vô chạy luôn á hay giật nữa. Không có giật anh. Vô quất luôn. Có nghĩa là vô đi thền, đọc đi bộ nhớ rồi xong rồi. Sau 30 phút là vô chạy bấm giờ luôn. Má ơi, để coi xe coi nó có bị hư gì không ta. Chắc xe hư rồi anh ơi. Anh Toàn chấp em 5 giây nha. Bữa nay anh vô anh bò không á. Anh nhớ hôm qua anh chạy 30 không? Em chạy phải 38 á. Gì sao không dám, em có đã chạy bao giờ đâu. Em 17 hay quá, chạy cuối nha anh. Cho em chạy cuối nha. Tính ra đây là cái giải đầu tiên em được chơi luôn á. À ok. Em chưa bao giờ đi một cái giải nào luôn á. Đi phượt cũng 5-6 năm rồi mà lần đầu tiên biết cái giải chạy là cái giải gì luôn á. Ủa có bắt buộc giáp không vậy? Có đúng không? Để mặc giáp vô. Cái tem này năm nay đặt rất là tốt là tại vì các năm thấy là anh em để cho nó cũ quá, cũ dàn áo mà vẫn tiếc cái tem không thay dàn áo luôn. À, giờ làm tem tốt luôn. Hồi xưa giờ không để cái tem nào dán của xem đâu. Anh có để sẵn hai cái trục anh em chạy qua làm đi. Có xả áp suất lốp chưa? Tại biết sao không? Bên sân kia không xả nha, chứ qua sân này tôi xả 4 lần rồi đó. Ủa vậy hả? Trượt hả? 4 lần mới trượt. Tại phải quen, làm nhiều lần mới quen đúng không? Anh cho em ít mẹo ơi. Mẹo gì? Mẹo sân này hả? Không phải mẹo sân này, mẹo chạy á. Em đâu biết đâu thiệt, môn này đâu biết đâu, có chơi bao giờ đâu biết. Mà em chủ yếu muốn chạy để đừng té thôi à. Nếu đừng té chỉ cần nhớ xa hình. Lúc mà đi bộ là đi cái line lớn nhất có thể.
rồi xong rồi lúc mà thực hành lần đầu tiên á chỉ cần chạy đúng cái line đó, rồi lần thứ hai thì push thêm chút xíu nữa. Quan trọng nhất vẫn là nhớ cái line đúng không? Mình tìm cái line lúc mà mình đi bộ trước đó. Ok, để em qua em xem. Mỗi người khác á, với lại mỗi cái kiểu ấy, mỗi khác. Ví dụ như mình nghiêng đúng không? Mình nghiêng xuống thì mình sẽ dùng cái này nè, cái chân mình nè, là một cái để đo, để mình biết là maximum lean nó là ở đâu. Xe này không mắc được cái gác chân này đâu. Đụng được gác chân này là té rồi. Vậy là test thử. Em hôm nay em không biết chạy luôn á, chưa chạy bao giờ luôn á. Anh tưởng tượng đây là nó chơi chứ. Off road á, được đó. Hả? Rip là sao anh? Không biết được đâu. Được. Off road nó có tốc độ, này không có tốc độ. Này không có tốc độ được. Em té không cười nha. Té cười là dặn á. Dặn luôn á. Cái môn này là té phải cười anh. Té cười nó đừng chọc quê nha. Anh chấp em 5 giây nha. Hậu xe lớn rồi được cậu anh ta được trừ bớt 5 giây. Thì đó anh chấp em thêm 5 giây nữa. Là anh phải chấp em 5 giây. Hỏi trừ à. Không, anh phải chấp em thêm 5 giây nữa là anh được là trừ 10 giây á. Đúng rồi. Tại vì anh trừ 5 giây nhưng em được trừ tới 10 giây lận. Trong thời gian rồi anh em. Dạ cảm ơn anh. Hứa luôn cặp này nhưng mà không hiểu gì hết. Ủa, là sao cho mình ngồi? Vô bên phải trước. Má nhức đầu á. Ây da, tiền đình quá. Ở nhà. Ngồi vô. Ngồi ở đây. Ok ok. Ok, hiểu, nhớ đường nhưng mà không biết chạy sao hết. Ủa gì đó? Là sao cho mình ngồi? Rồi rồi, em hiểu rồi, nắm sơ rồi. Anh vẫn phải chấp em 5 giây đó. Anh chấp em cái bài trọng tài không, nó không chấp em. Không, anh em mình hơn thua nhau thôi chứ còn trọng tài chịu. Xe này khó, cái cua nó rộng lắm. À, để coi nha. Ôi, ôi, ôi. Quá xíu bự. Quá là dữ nha. Quá nhẹ luôn nè. 1 phút 20 giây 91. À, tự nhiên thấy tay chân nó rung. Rung lắm rồi đó anh. Rung. Sợ té chứ không sợ, không sai sợ hình. Sợ hình thì nhớ rồi. Đâu á. Đó, cái cua vô phải trường của mình luôn anh. Hai giải luôn à. Nay xuống làm cái giải nhất nữa luôn. Chơi đi anh ơi. Mém xíu nữa quên xa hình à. Một lớp cuối cùng. Alo. Một phút 19 giây 89 à. Ồ, lên đường rồi. Ôi, sai hình rồi. Sai rồi.
Trời ơi, tôi chưa tập một buổi nào luôn á trời. Tôi còn chưa biết chạy sao luôn á trời. Anh 17. Bây giờ là anh chưa chạy à? Ok. Đúng anh. Đúng chứ. Sao anh đưa em vô cái thế này vậy anh Nhật? Chạy thử em mình chơi luôn à. Người mới cho chạy thử không? Không có chạy thử à. Chưa có tập một buổi nào luôn. Đứng anh, anh đứng anh. Đúng rồi. Em chưa chạy một buổi nào Kim Khana luôn, chưa có anh Nhật chưa chỉ cái gì luôn. Lấy xài rồi, dính rồi. Ok, slot cuối. Tại vì mình có một cái thành tích rồi các bạn. Hy vọng là mình không hoảng tới mức mà mình sai xe hình. À này bắt buộc nha, chứ bình thường mình chạy mình không thích đeo bao tay. Đúng không anh trai? Hả? Có điểm rồi.
ơi. Hình như là 26, 36 gì á. Chứ thằng là thật. 29 hả? Tuyệt vời. Rút được 2 giây. Không có tâm lý rút được thêm 2 giây nữa. Rút được 2 giây nữa. À. Không, chứ chắc làm sao chạy tốt hơn xíu nữa. Làm sao mỗi lần chạy xe tốt hơn xíu. Chỉ cần á hả, chính xác á mà nó nhẹ nhàng. Đúng à, em thấy chạy chính xác cái len á là tự nhiên cái đầu nó vô đó luôn à. Mà nó nhẹ nhàng tâm lý lắm. Đúng rồi. Mình không cần phải lấy lại len. Mình cũng không cần ôm sát hay là lên ga mạnh. Má hay thiệt. Nãy mà lui về là được xuống được 21 nữa rồi. Cất bác bản mà hay gì? Mà mới tập. Đã tập đâu mà mới? Có tập đâu mà mới? Đó vòng đầu là mới tập đó. Vòng đầu tập vậy, vòng chạy đó. Đồ vòng 2 rút được tới mấy giây luôn, kinh. Cơ cấu giải nhất là đầu tiên cộng nón nè. Thứ hai là giải nhất sẽ được tặng kèm một chai Aerolux và một chai Olen. Cơ cấu của giải nhì là 3 chai Aerolux, 3 chai Olen với 3 chai Tích Tường. Giải ba là của Thành, bao gồm 2 chai Aerolux và 2 chai Olen. Hôm nay hay quá, có giải của Hoàng Xeo Vlog đã cố gắng vượt lên bản thân của chính mình. Chưa đi đó đó, được rồi, ok. Chụp em tắm. Ok, cảm ơn nha. Cảm ơn anh em đã ủng hộ và tham gia nhiệt tình. Mọi người lên hết đi mọi người. Mọi người lên hết là khác đi. Lên hết mọi người. Gà đầu 80 tuổi. Bảo lo anh. Hả? Bảo lo hả? Ok, cảm ơn em đã tới đi. Ok anh em, thi xong hết rồi. Quà viết đồ xong hết rồi, mình tính đi về. Đang có nhiều việc nhà lắm. Mà cái lúc mình về á thì bên sân cũng đóng cửa luôn rồi. Nên thôi quyết định nó lại chơi ăn uống với mọi người. Nói chuyện tâm sự chơi. Chà. Ô chơi chất chơi vậy. Hèn chi anh em thích ra Vũng Tàu chơi. View như này cơ mà. Đó ông đầm dao á. Tao hôm nay là ổng mơ tao mệt. Ông đầm mày trước tới tao đâu. Tao mệt. Anh ơi cho em cục gà. Nó đốt quá. Nãy giờ do sổ sổ bay em lóng bảo hiểm trước. Nhưng mà do lúc đó là mình nè, nó ra. Chắc không cắn được sao đi chui rồi. Tối đi ăn. À, đưa cái đũa nướng này. Quên. Đưa cái đũa nướng này. Rồi chọn Nguyễn ơi. Ok anh em chúng ta dọn về. Mới giùm âm vậy luôn. Mới vừa canh coi anh Tuấn ta thở để lấy cái đó sau này còn bốt đâu là ra má rồi. Anh em thấy rồi, thấy nó vừa bấm cái là đứng. Anh em lại tay thọc. Nhanh quá anh em, nhanh quá. Không bắt bài được rồi. Mà anh Tuấn nha, cảm ơn anh nhiều nha. Rồi, bye bye, tạm biệt mọi người. Bye bye. Về Sài Gòn thôi anh em ơi. Vui quá, nay chơi vui quá. Lần đầu tiên chơi được cái gì đó nó cũng chính quy, nó có tí chính quy, nó không hẳn 100% chính quy như mấy cái giải lớn của Honda hay là mấy cái hãng lớn nó làm, cá nhân thôi nhưng mà cũng ok. Ngày xưa không đi upgrade á, không có kỹ năng á, đâu có dám lao từ trên đó xuống đâu. Sợ sắp mặt. Nhưng
nhưng giờ mình biết rồi, thôi cứ tống ra là nó xuống rồi. Rồi mấy anh em về Sài Gòn thì mình ké về luôn. Ok, thì chia sẻ với anh em về cái buổi hôm nay. Tại vì hồi sáng mệt á, mệt trong người với lại không biết chia sẻ cái gì. Tại vì cũng chưa biết cái gì để chia sẻ. Thì ở đây là cái nhóm mình đang đi nè, là họ là một cái nhóm ở Sài Gòn. Họ chơi Kim Khanna, thì mới hỏi anh Tuấn Anh là cái anh chạy MT3 á, là anh là trưởng nhóm. Thì cái nhóm là On In On, là tất cả trong một. Thì cái môn nào cũng chơi đó, nhưng mà hiện tại mấy anh em đang chơi Kim Khanna. Thì mình có hỏi anh trưởng nhóm là anh sẽ mở slot cho anh em vô chơi cho vui. Vừa mới vô tham gia nhóm cho vui. Nhóm này cũng mấy năm rồi, cũng phải mới thành lập. Chơi xưa giờ anh em chơi chung nhau lâu á, thì để về làm việc lại rồi mình hỏi tất cả những cái quy định nội quy rồi cái kiểu á, để public cho anh em về nhóm này. Thì chơi hệ kỹ năng cái môn Kim Khanna. Thì môn Kim Khanna là cái môn mà hôm nay mình chơi nè. Nó là chạy slow pitch, tốc độ chậm. Còn GB á là tốc độ cao, xử lý ở tốc độ cao. Còn Kim Khanna là slow pitch, xử lý ở tốc độ chậm. Chạy càng chậm càng nhanh. Và nó có rất là nhiều kỹ thuật các bạn. Nói chung á là mình sẽ có một cái buổi workshop về cái này. Thì mình không phải là người tổ chức, mình chỉ hỗ trợ tổ chức thôi. Còn người tổ chức thì chắc là trưởng nhóm để mà nói về cái môn này cụ thể hơn cho anh em. Cái môn này ở Việt Nam nó cũng thịnh lâu rồi các bạn, nhưng mà cũng không có nhiều người làm cộng đồng cho nó, làm truyền thông cho nó, cho nên là không tiếp cận được nhiều người. Nên đợt này có mình tham gia thì mình sẽ đưa những cái bộ môn này đến với nhiều người ha. Anh em tham gia chơi cho vui. Chơi hệ kỹ năng nó vẫn vui hơn là chơi hệ tốc độ cao ở tour. Nó nguy hiểm hơn. Còn chơi cái hệ này thì nó an toàn và nó vui hơn. Trời ơi, chạy hồi mất tiêu. Rồi, thì về Sài Gòn ha. Về Sài Gòn đi rồi chia sẻ sâu hơn với các bạn. Tại vì sáng giờ cứ ngáo ngáo, người nó mệt ngáo ngáo với lại quá nhiều thông tin. Nên về sắp xếp lại thông tin rồi chia sẻ lại cho nó gọn gàng hơn ha.